Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Man TV. Và ngày hôm nay hai anh em chúng tôi đang có mặt tại quán cà phê Bus Cà Phê số 9, số 10 đường Sông Hành, quận 2. Và như mọi người biết thì Bus Cà Phê rất là nổi tiếng ở khu Phan Xích Long ở quận Phú Nhuận với cái thâm niên khoảng mấy chục năm. Và hiện giờ thì Bus Cà Phê đã có mặt tại quận 2. Và hôm nay thì là một fan ruột của Bus Cà Phê nên chúng tôi có mặt tại đây. Và hôm nay tôi đưa Khánh Ngô. Nhưng mà người biết Khánh Ngô rồi đúng không? Rất là nổi tiếng sau cái show truyền hình thực tế Người Ấy Là Ai. Và gần đây Khánh Ngô còn tham gia những cái dự án về phim truyền hình cũng như là kênh YouTube. Thì hôm nay anh em có mặt tại đây và tôi muốn giới thiệu đến Khánh Ngô cái món mà yêu thích của mình, đó là cái set lunch. Bữa nay chúng tôi có mặt một buổi trưa nên sẽ thưởng thức cái set lunch dành cho hai người, giá chỉ có 295.000, và có 3 món lựa chọn và một món tráng miệng nữa, là cái món tép đồng rang lá muối chanh đây. Và ngoài ra thì cái món rau củ kho quẹt là cái món em rất là thích, và món canh hến chuối khế. Bây giờ ở đây nó có cái món yêu anh rất là thích, mỗi lần mà đến mà quán này thì anh hay order cái kem rum cà phê sữa nên hôm nay anh sẽ chọn cái đó. Còn em chọn nào? Cho em thích ăn bơ nhưng mà cho em một cái kem bơ nha. Ok rồi, vậy là sẽ là kem rum cà phê sữa và kem bơ cho hai anh em mình. Ok. Nhưng mà hôm nay mình cái bữa cơm hôm nay của mình là một bữa cơm miền Nam hay sao anh? Đúng rồi, bữa nay miền Nam. Tại vì anh muốn giới thiệu cho em cái đặc trưng của cái quán trước. Tức là nó là có cái sếp lên rất là nổi tiếng. Và bữa sau mà nếu mà mình có dịp đi ăn sáng ở đây thì anh sẽ giới thiệu cho em cái bún khô Gia Lai với lại cái cơm tấm sườn bì ở đây rất là nổi tiếng và nhiều người biết. Vậy em nghĩ là ở đây mình cũng có rất là nhiều món như là đa dạng từ dạ, các đa dạng viên, đúng rồi nhưng mà là hơi kiểu miền Nam, hơi kiểu Sài Gòn. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Đó, còn mấy cái món mà em khoái khẩu không đó? Giống như một bữa cơm nhà luôn đó anh. Cái này là đúng là chất cơ cơm nhà đây. Buổi trưa mà trời nóng nực á, mà vô thứ nhất là phòng máy lạnh xong thì vô mình ngồi trong cái không gian xanh mát nữa, mình thấy thoải mái, mình muốn ăn. Mình nhìn đồ ăn là anh muốn ăn ngay lập tức luôn. Ăn chứ nó mùi. Hồi nãy cái món này anh kêu là món gì ta? Cái này là kho quẹt. Kho quẹt. Mình lấy mình chấm với rau. Rồi. Đưa đây mới dạ, cơm nha. Em thử cái món tép này đi. Anh thì ăn nhiều lần rồi nhưng mà để cho em ăn lần đầu em đánh giá thử. Rất là nhiều ớt á. Tép rất là giòn. Ừ. Và điều đặc biệt là cái tép này anh biết là cái gì không? Khi mà ăn cái tép này á, anh phải lấy một cái lá chanh này nữa. Anh bỏ vô miệng đó thì cái vị của cái lá chanh này nó hòa với lại cái con tép hơi cay của tiêu, hơi cay của ớt. Độ mặn vừa phải á, nó mới ngon được. Đó là cái điểm đặc biệt nha. Tại vì em từng ăn tép xào bếp kho nhưng mà ít khi em chưa thấy ai bỏ cái lá chanh, mà lá chanh này làm nó thơm vậy á. Đúng rồi. Cái tép này mà ăn trời mưa là đúng bài luôn. Đúng rồi. Rồi gấp thêm cái miếng dưa muối này nè. Hành muối, giá muối rồi, chấm vô. Chua. Ngon quá. Em tưởng là người Sài Gòn không ăn món này chứ, nhưng mà ở đây cũng có cái này ha. Bây giờ là ở Sài Gòn là văn hóa giao thoa rồi. Nhất là cái khu quận 2 là người Bắc ở nhiều em. Cho anh thấy là ở đây cũng có nhiều cái món như người Bắc, giống như bún chả rồi à. Mấy cái món như chẳng hạn như mình đang ăn nè. Như cái món canh này cũng người Bắc ăn rất là nhiều nè, canh khế. Kho quẹt có tiêu xanh nè. Có rất là nhiều thịt mỡ. Và ớt, tỏi. Nhưng mà thực ra cái có tôm khô nữa nè. Cái rau anh. Thường em nấu ăn em biết đó là
người ta mà khi mà luộc rau á, cái cà rốt đó có nhiều người ta ăn nó hơi sườn, người ta ăn không được, hoặc là nó chín quá nó bị bở á, là cũng không ngon. Nhưng mà rau đây là mình luộc ok, cái màu anh thấy không, màu rất là đẹp, và em anh ăn á, cái cà rốt vẫn còn độ giòn nhưng mà không có còn cái mùi cà rốt sống. Tính ra một cái phần hai người như vậy cũng khá là nhiều. Nếu mà ai mà ăn ăn yếu yếu là ăn không hết đâu. Đúng rồi. Nhưng mà nếu ai mà tập riêng thì mình ăn không hết nha. Nếu em ăn không hết á. Hết không? Hết á. Vì cái rau của nó thì thích con rau lắm. Đó là anh thấy không, anh ăn mà em ngồi đây mà em nghe anh cắn mà nó nghe rột rột luôn, rau rất là giòn, thấy không? Đây là canh hến hả? À? Canh hến nấu ghế. Nó chua chua và cái chuối thì nó chát chát. Nhưng mà nó chuối nó giòn giòn. Đúng rồi, nó có cái hến của nó ngọt nước. Ngọt chứ không là nó sẽ bị chua nhiều. Mà vì cái hến thì nó ra cái nước hến đó nên là nó ngọt nước. Cái nước ngọt thiệt. Đúng không? Nước rất nước ngọt. Nói chung là mấy món này món nào anh cũng thích hết. Nhưng mà em biết anh thích món nào nhất không? Thích món nào nhất? Đố em đoán á. Em thì em nghĩ là anh thích cái... Chắc là cái tép hả? Gần đúng. Chắc là phải rau. Kế bên đó. Tức là anh thích cái món này nhất. À, đồ chua này hả? Không, thực sự cái đồ chua này rất là hay nha. Tại vì ở Sài Gòn em ít cái ai ăn cái này lắm. Ra thì anh rất là thích ăn, nhưng mà anh ăn cũng rất là kén ăn cái đó. Tức là phải làm sao mà anh cảm nhận là không có phải là chua vì giấm hay là cái gì thì anh mới ăn. Tức là nó chua tự nhiên á. Thì ở đây anh ăn anh thấy nó rất là vừa miệng của anh. Đố anh em thích món gì nhất? Em á hả? Cũng hơi khó tại vì thấy món nào cũng ngon. Nhưng mà để anh đoán nha. Anh nghĩ là em thích món rau luộc chấm chấm kho quẹt. Em thích cái tép này nhá. À vậy cái hả? Cái tép này nó rất là hay. Tại vì nó có cái lá chanh này rất hay luôn. Đúng rồi. Thực sự nếu mà tép rang này thì em rang cũng được. Nhưng mà em không biết có một bỏ lá chanh này vô luôn á. Vậy có bì cái này luôn. Nó thơm khá là ok tại vì nó không ngọt. Em rất là thích ăn bơ. Vậy hả? Nhưng mà ở đây có cái dừa dừa nướng này ngon á. Dừa nướng này là đặc sản ở quê em đó. Vậy hả? À, đặc sản Đà Nẵng á. Còn anh là cái món nước yêu thích của anh nè. Ở đây trong này nó có cà phê rum với lại kem. Đây có quả kem nữa. Kem mới béo. Kem này mình quậy lên cũng được, mà hoặc là mình ăn riêng cũng được. À, nãy giờ anh em mình ăn rồi nói chuyện riêng riêng với nhau chắc cũng mất rất là nhiều thời gian của mọi người. Và cũng anh em tôi rất là cảm ơn mọi người đã xem video clip này đến thời điểm hiện tại. Và để không mất thời gian thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ kết thúc video clip ở đây và tập trung ăn để xử lý hết những cái đồ ăn này rất là ngon và hấp dẫn. Nếu mà các bạn ở quận 2 Bình Thạnh và có thích những cái món ở Bus Cà Phê thì có thể tự mình đến để thưởng thức và tự mình đánh giá theo cái cảm nhận riêng của mọi người. Và nếu mọi người thích kênh Man TV review những cái đồ ăn nào, những quán nào thì hãy comment ở dưới và chúng tôi sẽ đến đó để ăn và có review cho mọi người. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều, và mọi người nhớ subscribe và nhớ chia sẻ cái video clip này. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Xin chào.